Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một bộ nghe nhạc rất hay các bạn nhé. Kia là một cái bao LOD, đây là một chiếc bao chơi loa cổ rất là tốt các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem, tiếng hơi lớn mình nhỏ một xíu. Đó, chiếc bao này mình đang ghép với lại cặp loa này nhé các bạn nhé. Và một chiếc điện thoại để đánh thẳng luôn từ chiếc điện thoại này vào cái bao này. Đây là bộ nghe nhạc rất là đơn giản nhưng mà rất hay các bạn nhé. Đây mình giới thiệu các bạn, đây xem này sau à. Đây mình đang test nhé. Đó, bao này là bao LOD hay Hitachi các bạn nhé. Bao này là xài điện 100 và công suất của máy là 110W các bạn nhé. Đó, Magiaban. Và trước mình đã có clip báo rồi, trước mình báo là 3.600.000 và hôm nay hiện tại bây giờ giá mình đã giảm xuống còn 3.000.000 các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình. Tao này chơi được hai cặp loa AB. Đó, đây cặp loa AB mình đang đấu ở cặp A các bạn nhé. Và đây mình đấu điện thoại vào đây. Đó. Đây là mặt đằng sau LOD nhé các bạn nhé. Bao này chạy hai đèn vu các bạn nhé, hai đường tia, mình xin lỗi là hai đường tia và đèn vu. Chiếc bao LOD có model là HMA 4590 các bạn nhé. Đây là chọn A hoặc B này và đây là nút nguồn nhé các bạn nhé. Và mình sẽ dùng chiếc điện thoại này để điều chỉnh to nhỏ các bạn nhé. Đó. Và chiếc bao này hiện đang có giá là 3 triệu, bạn nào có nhu cầu alo mình nhé. Chiếc bao là 3 triệu, chỉ cần một chiếc điện thoại này thôi là các bạn có thể chơi, có thể nghe nhạc được. Và hôm nay đây mình ghép với lại cặp kèn Pioneer. Cặp kèn của Pioneer này có cái model là... Cặp kèn này thì mình cũng đã giới thiệu hôm qua nhé, và hôm nay mình test thôi. PD-40 nhé các bạn nhé. Rất đẹp đây các bạn. Hôm qua mình đã có clip giới thiệu rồi và hôm nay mình test cho các bạn nghe nhé. Mình test chất âm nhé. Đó, cặp này là PD-40 nhé các bạn nhé. PD-40. Và cặp này thì mình xin giao lưu với lại giá là 7 triệu các bạn nhé. 7 triệu cho cặp mic kèn này. Và đây là hôm nay là mình mới đi ngoài xong cái bộ bộ phân tần đấy nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn xem bộ phân tần rất là đẹp nhé. Đấy, bộ phân tần này cắt ở 800 Hz các bạn nhé. Ghép vào lại cặp loa này là rất ok. Đấy, mới làm xong và bây giờ mình test mọi chức năng của phân tần các bạn nhé. Và chiếc phân tần này thì mình đang đấu với cặp loa này. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn cùng nghe nhé. Cặp phân tần này thì hiện đang có giá là 2.500.000 các bạn nhé. Rồi bây giờ mình mở chiếc bên trái đi các bạn này. Đó. Mình chỉ mở đến mức chưa đến 9 giờ mà tiếng rất là lớn các bạn nhé. Rồi mình tắt đi. Đấy, tắt nhé. Mình mở chiếc bên phải lên nhé các bạn nhé. Đấy, đây mở tắt hết này, mở lên. Đấy, mở chứ 7 giờ là nghe là vừa các bạn ạ. Rồi mình tắt chiếc bên này nhé, mình mở lại chiếc bên trái lên nhé. Đấy, cần mở 7 giờ. Đây chiếc âm ly này có đèn tia rất là đẹp các bạn. Cái bộ phân tần này thì mình xin giao lưu với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Và bây giờ mình mở hết lên và mình sẽ test nhạc các bạn cùng nghe. Mở cả hai chiếc nhé. Mở 8 giờ thôi. Và mình cắm thêm một chiếc loa cổ này vào trong con tiếng bass nghe cho nó hay các bạn nhé. Đó. Thank you.
tiếng rất lớn, mình mở lại một xíu à. Và bây giờ mình tết bản khác nhá. Đưa em vào hạng cho ca sĩ Thục Trinh. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ với mình nhá. Trước là trước Pao LOD HMA 4590, mình xin giao lưu giá 3 triệu tập kèm Pioneer này PD-40 này, mình xin giao lưu với lại giá là 7 triệu bạn nhé. Còn tập phân tần tụ dầu cắt ở 800 HZ, mình xin giao lưu với lại giá là 2.500.000. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ với mình Hải Hà Audio, số điện thoại của Zalo là 0967 165 168. Mình ship toàn quốc luôn nhé. Video mình xin kết thúc ở đây. Xin thân ái chào các bạn.